Bác xin tất cả anh em, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tủ Audio Hải Dương. Combo vang mic của DBL Stick vẫn là một combo hay nhất ở trên thị trường âm thanh ở thời điểm hiện tại. Đây là một ý kiến của bác khách hàng. Ngày hôm qua thì bên em đã đi lắp một bộ combo bao gồm vang cơ lai số cao cấp của DBL Acoustic KM350 Pro và kết hợp với đó là DBL Acoustic 450 Hà La Mã, mẫu mic không dây trong phân khúc cao cấp nhất của DB, và được bác khách hàng đánh giá cực kỳ cao sau khi trải nghiệm tiếng chất âm của bộ combo sản phẩm này về với phòng hát gia đình. Thì bác thì cũng ở Hải Dương thôi, nhưng mà em cũng có nói với bác là em muốn làm một video cùng với bác để đăng lên kênh YouTube bên em, nhưng mà bác ngại, bác không muốn, và bên em lại xin phép mang về để ghép một lần nữa em cho bác và em cùng trải nghiệm với mẫu sản phẩm vang cơ lai số DB Acoustic KM350 Pro và kết hợp với đó là DB450 để xem là có đúng như anh em khách hàng đã và đang chia sẻ về cái cách chọn bộ sản phẩm bên cửa hàng Tùng Audio hay không. Đây chính xác là bộ sản phẩm đến từ nhà phân phối DB Acoustic, dòng sản phẩm chính hãng, có đầy đủ logo thương hiệu, có mã QRO, là anh em nhận hàng thì được phép kiểm tra và thanh toán. Và ngoài ra thì nếu như các bác và anh em lắp đặt tại nhà thì bên em sẽ đi setup một bộ combo chọn bộ bao gồm loa đẩy vang mic. Với một bộ combo đến từ DB ấy, thì anh em sẽ đảm bảo hơn về tiếng chất lượng, bởi vì đã là nhà sản xuất DB Acoustic thì nếu những trang thiết bị của đồng bộ của nó ấy, thì tiếng chất lượng âm thanh nó sẽ nhỉnh hơn so với việc chúng ta ghép nối những trang thiết bị riêng biệt. Ok, với DB Acoustic KM350 Pro ấy, thì là dòng sản phẩm cao cấp nhất, vang cơ lai số cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại của DB rồi. Với phiên bản màu đen thì bác cũng đã chọn lựa bộ sản phẩm mic không dây màu đen, đó là con DB Acoustic 450 Hà Mã. Mẫu mic này thì có rất nhiều tính năng để cho anh em trải nghiệm, bao gồm dò sóng sạch scan này. Ngoài ra thì có thêm một tính năng vô cùng đặc biệt mà rất ít dòng mic có thể làm được, đó là tính năng echo mic. Ở trên mic mà có tính năng echo ấy thì sẽ giống như là chúng ta sử dụng vang rồi, chúng ta sử dụng mic mà nó có tiếng chất lượng echo nó hay thì chắc chắn là giống như việc chúng ta sử dụng thêm một con vang nữa. Và đối với DB Acoustic KM350 ấy, thì là dòng vang cơ lai số đầy đủ tính năng trải nghiệm phòng hát gia đình tuyệt vời, bao gồm hai cái phần này thôi để chúng ta điều chỉnh echo và reverb để riêng biệt này. Đấy, cái dòng sản phẩm này thì khi mà chúng ta nhận hàng bên em ấy, bên em đã, khi chúng ta mua một bộ combo sản phẩm bao gồm vang và mic của DB này thì bên em sẽ giảm, thứ nhất là giảm giá thành xuống và để cho bác anh em hợp lý với túi tiền hơn, và hơn nữa ấy, khi mà các bác em mua bộ combo lại còn được tặng riêng một bộ pin sạc chính hãng của Kiwi với công suất là 2800 ampere. Đấy, bộ pin sạc này giá dao động là trên 300.000 đồng. Đấy, 350.000 đồng một bộ pin sạc chính hãng của Kiwi như thế này. Và bên em Tùng thì tặng riêng cho anh em khi mua một bộ combo bao gồm DB Acoustic 450 Hà Mã và kết hợp với DB KM350 Pro. Và anh em yên tâm đi, khi chúng ta đã sử dụng một bộ combo sản phẩm vang và mic như thế này rồi thì tiếng chất lượng âm thanh vô cùng hay với phòng hát gia đình, đúng như lời bác khách hàng vừa nói. Và đây là phía mặt sau của bộ combo sản phẩm bao gồm vang và mic của DB Acoustic nhá. Đấy, mà sau thì với DB Acoustic KM350 ấy, mẫu vang cơ lai số này thì có rất nhiều các cái phần để chúng ta kép lối xuống âm ly hay là cục đẩy thông qua đường dây ca lông, có các cái cổng như SRL, cổng ra và cổng led để chúng ta kép lối trực tiếp. Ngoài ra thì có thêm cổng cắm súp nữa, các bác và em kép lối súp trực tiếp qua vang để chúng ta trải nghiệm súp ở trên vang luôn. Và có rất nhiều các đường dây kết nối nhạc bao gồm anten Bluetooth, cổng cắm, cổng quang kết nối từ TV xuống và đường dây tín hiệu VOD hoặc BGM để anh em mà sử dụng đường dây trắng đỏ AV. Có cổng ghi âm, cổng jack đây. Và mặt sau thì sẽ bao gồm cậu hai cổng cắm mic để chúng ta kết nối trực tiếp với mic dây của DB, mic không dây hoặc là mic dây của DB Acoustic. Đấy. Và với DB 450 Hà Mã thì sẽ sử dụng hai dây anten để giúp các bác và anh em bắt sóng xa gần ổn định hơn với phòng hát gia đình. Đấy, có đường cổng cắm 6 ly này để chúng ta ghép nối trực tiếp xuống với vang nhá. Có đầy đủ tem QC của nhà máy và hàng chính hãng thì có đầy đủ logo thương hiệu rồi. Các bác cũng đã nhìn thấy hình ảnh logo cũng như là mã QR rồi. Và ngay bây giờ thì cùng với em cắm điện và trải nghiệm một bộ combo được rất nhiều anh em đánh giá cao với phòng hát gia đình nhá. Ở đây em sẽ sử dụng ghép nối với cục đẩy. Em sẽ xin phép các bác và em đặt bộ combo này đây. Và em cùng với bác và anh em trải nghiệm luôn cái chất lượng này. Hôm qua thì bác khách hàng khi mà nhận về bộ sản phẩm này và khi mà được test thử ấy thì bác đánh giá rất cao. Bác cũng có ý kiến là biết vậy là bác đã mua từ rất lâu rồi để trải nghiệm âm thanh nó tốt hơn. So với việc là bác sử dụng âm ni đã cũ và chỉnh mãi không được. Và khi mà bác sử dụng thêm một cái bộ combo như thế này ấy thì tiếng chất lượng âm thanh nó khác xa hoàn toàn so với việc là bác sử dụng âm ni. Ngày xưa bác nói là khi mà bác bắt đầu sử dụng âm ni thì bác đã thấy âm ni như vậy là quá hay rồi, quá tuyệt rồi. Và khi mà đã sử dụng thêm vang với lại mic nữa thì
không còn cái mỹ từ gì để mà miêu tả về cái tiếng chất lượng âm thanh của bộ combo sản phẩm đến từ DB Boutique. Và cái mẫu sản phẩm này thì không chỉ anh em, riêng anh em khách hàng đâu, tất cả những em làm âm thanh ấy đánh giá cực kỳ cao. Đây là hình thức khi các bác và em nhận hàng, nếu như anh em đã muốn đặt hàng với bộ combo sản phẩm này đây là cả cùng âm thanh, cùng audio. Hình thức đây quá đẹp đúng không ạ? Nên đèn cái là các bác và em thấy nó một kiểu dáng công nghệ đúng không ạ? Với DB Boutique KM350 ấy, mặt màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông số bao gồm delay, repeat, reverb và tính năng âm lượng tổng của mic, âm lượng tổng nhạc hay là echo, reverb nó có hết ở trên này rồi. Chúng ta chỉ cần thao tác rất là cơ bản ở những phím volume, âm lượng tổng rồi thôi. Còn những cái phần căn chỉnh giải chi tiết ấy, thì bên em đã làm nhiệm vụ đó là setup trước một cái hệ thống như là một tính năng hát mượt mà nhất với hóa gia đình. FB trung ú của DB Boutique KM350 cũng vô cùng ổn định cho anh em. Còn với mặt màn hình của DB450 hàng mã đây, mẫu mic không dây cao cấp đây, với phiên bản mặt màn hình ở giữa đây chia đều cho hai cổng mic, có chế độ echo mic đây này, rồi súng sạch sờ ca này giúp đỡ các bác và em hát cái tiếng nó thanh hơn, cao hơn, vút hơn rất nhiều. Và đây là phần tay mic của DB Boutique 450 hàng mã cho anh em nhé. Đấy, quá đẹp không ạ? Phiên bản màu xám ghi, màu này thì rất sang trọng rồi. Nếu như anh em cầm nắm cái tay mic này thì em sẽ thấy rất là thoải mái, bởi vì tay mic rất là đầm, lặng đủ độ cho các bác và anh em đế mic dài. Và ngoài ra thì có giá chống năn thì bên em tặng kèm hết rồi. Và giá này thì em sẽ báo ở cuối video, và anh em sẽ liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất thì em sẽ thông báo cho anh em ở cuối video các bác nhá. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với em thử luôn tiếng chất lượng âm thanh của bộ combo sản phẩm được em Tùng đánh giá là cao nhất và hay nhất ở trên thị trường âm thanh hiện tại nhá. Một. Một, hai, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 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 Cái điều đầu tiên mà em cảm thấy rất thích của một bộ combo sản phẩm đó chính là cái chế độ echo. Đầu tiên phải đánh giá là phần echo trước đúng không ạ? Echo của dòng DB Boutique ấy, thì phần lớn là cái echo của em nó rất cực kỳ là thanh mềm. Khi các bác và em sử dụng ấy, những người có tông giọng trầm, các bác có tuổi chúng ta khoảng độ tầm 40-50 tuổi trở ra ấy, tiếng nó bị khàn đi rất là nhiều. Và cái việc sử dụng để hát những cái bài nhạc vàng ấy mà có cái đoạn nó tiếng thanh ấy, chúng ta hát rất khó. Và với DB Boutique KM350 thì hỗ trợ ngay cho anh em cái giải echo rồi, nên là chúng ta không cần phải cố gắng gào lên hay chúng ta cố gắng phải luyện giọng để hát được thật hay. Bởi vì với vang cơ lai số nó đã hỗ trợ rất là nhiều về cái tính năng giọng hát rồi. Đấy, giúp đỡ các bác và anh em mà cảm thấy yêu cái tiếng hát, cái giọng hát của mình nó cao hơn, nó hay hơn hẳn so với việc chúng ta sử dụng âm ni thông thường. Và còn tuyệt vời hơn nữa là chúng ta kết hợp với con DB450 này có cái dạng echo của mic nữa, tiếng thanh cao nhẹ và anh em thấy sự kết hợp không ạ? Rất mềm mượt, anh em nghe thử lại một lần nữa nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10. Đấy, các bác và anh em thấy dạng echo nó sâu không ạ? Cực kỳ là sâu nhá. Đấy, và anh em nếu như hát một bộ combo như thế này nữa thì có khác gì ca sĩ chuyên nghiệp với pháo hoa gia đình hay không? Đấy, hỏi tại sao mà bác khách hàng hát xong, trải nghiệm xong lại thấy ưng ý như vậy? Đến em làm âm thanh cũng như là một số anh em làm âm thanh khác, khi mà sử dụng một bộ combo này cũng sẽ phải bật ngửa ra và nghĩ là đây là một bộ combo hay nhất ở thời điểm hiện tại. Và giá thành thì sao thì em cũng báo luôn, tiện đây em báo luôn cho anh em. Nếu như anh em phải mua với những trang thiết bị rẻ ấy thì DB Acoustic K350 Pro này có giá là 2.950.000 đồng. Còn nếu anh em mua lẻ mic thì sẽ có giá là 3.800.000 đồng. Đấy, một bộ combo như này anh em tính vào thì có giá khoảng độ là trên 6 triệu đồng rồi. Đấy, trên 6 triệu là tính chuẩn thì nó là 6.750.000 đồng. Còn mua tại cửa hàng nhà em thì sẽ có chế độ ưu đãi và giá thành cực kỳ tốt. Và hơn nữa là anh em sẽ được tặng thêm một bộ pin sạc của hãng Kiwi nữa. Khi qua sử dụng mic dây hay là mic không dây ấy, mà chúng ta có pin sạc như thế này thì sẽ tiết kiệm rất nhiều các chi phí khi bác và anh em phải mua pin ở ngoài. Đấy, mua pin sạc của hãng Kiwi sử dụng thoải mái, lâu dài, bền bỉ. Và kết hợp với đó là một bộ combo đến từ nhà phân phối DB Boutique sẽ đem lại cho chúng ta một trải nghiệm phòng hát gia đình cực kỳ mới lạ, hay và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và có chế độ bảo hành lên tới 12 tháng của DB Boutique nhá. Chúng ta nhận hàng và được phép kiểm tra thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ để lại cho bên em một đăng ký kênh nhá. Và chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm DB Boutique bao gồm KM350 Pro và kết hợp với đó là mic không dây cao cấp DB Boutique 450 hai mã. Xin chào các bác.